Hãy nghe những con số này nhé. 421 bàn thắng, nhiều hơn Ronaldo de Lima. 363 kiến tạo, nhiều hơn Johan Cruyff. Tất cả được tạo ra khi anh ta chơi ở vị trí tiền vệ. Alex de Souza, hãy nhớ cái tên này và chúng ta sẽ nghe câu chuyện của anh ấy. Khi bạn nghe về những con số trên, bạn như thể nghe về một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại vậy. Anh ta thậm chí có đến từ Brazil. Bóng đá Brazil vẫn luôn là cái nôi nuôi dưỡng nên những cầu thủ kiệt xuất của bóng đá thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này chính là nơi đã tạo ra những cầu thủ lừng danh nhất trong suốt chiều dài lịch sử của môn thể thao vua. Khi nhắc về Brazil, tôi tin chắc rằng bạn sẽ bất giác liên tưởng đến ngày những phép màu đầy ma thuật từ cái chân của chàng tiền vệ hào hoa Ronaldinho. Ngoài Ronaldinho, chúng ta còn có thể nhắc đến hàng loạt vị tinh tú khác như Kaká, Neymar, Rivaldo hay vua bóng đá Pele. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay, tôi sẽ không đề cập đến những cái tên lừng lẫy trên. Dù vậy, với hơn 400 bàn thắng nhiều hơn cả những gì mà người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima làm được, cũng như vượt mặt cả thánh Johan Cruyff về thống kê kiến tạo, chàng cầu thủ mà tôi sắp nhắc đến chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ đấy. Người từng được cả nền bóng đá Brazil đặt chọn niềm tin một thời, Alex de Souza, chính xác là nhân vật chính trong video ngày hôm nay của chúng ta. Vị trí sở trường của Alex là tiền vệ tấn công. Cầu thủ sinh năm 1977 khiến cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới choáng ngợp về kỹ thuật và khả năng sáng tạo của mình. Mặc dù không sở hữu một tốc độ quá tốt cũng như nền tảng thể lực vượt trội, tuy nhiên, Alex de Souza rất biết cách làm khổ hàng phòng ngự của đối phương bằng đôi chân và khối óc thiên tài của mình. Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của mình, khi cầu thủ 47 tuổi đã rất nhiều lần xé toang hàng phòng ngự của đối phương và những đường truyền đầy kỹ thuật của mình. Từ đôi chân của mình, Alex de Souza đã có được 363 được kiến tạo trong suốt sự nghiệp thi đấu. Điều đáng nói là thành tích này còn nhiều hơn cả thành tích của thánh Johan Cruyff tạo nên. Do có trọng tâm cơ thể thấp nên khả năng cầm bóng của cầu thủ người Brazil này rất đáng nể. Vị trí ưa thích của Alex de Souza là số 10. Tuy nhiên, trong những lần được yêu cầu thi đấu cao hơn hoặc được huấn luyện viên yêu cầu thi đấu bên hành lang cánh trái, ngôi sao này vẫn làm tốt công việc mà mình được giao. Sự xuất sắc của Alex khiến cho một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Brazil là Ronaldinho còn phải ngưỡng mộ. Được biết, có lần cựu số 10 của Barcelona đã dùng từ thiên tài để ám chỉ người đàn anh trên tuyển của mình. Ở tuổi 16, Alex chơi ở học viện Coritiba và khi câu lạc bộ đang gặp khó khăn về tài chính, họ đã gọi hầu hết các cầu thủ từ đội U20 lên đội 1, ngoại trừ Alex vì anh ấy là người trẻ nhất trong đội. Nhưng một ngày nọ, họ cần thêm một cầu thủ cho buổi tập nên họ mời anh ấy đến và chỉ duy nhất một lần lên đội 1 tập luyện, mọi người đều bị thuyết phục trước tài năng của Alex và câu lạc bộ nói rằng đó sẽ là một tội ác nếu như gửi anh ấy trở lại đội trẻ. Chỉ vài tháng sau khi lên đội 1 của Coritiba, Alex de Souza đã chứng minh rằng mình là một cầu thủ tài năng. Đến cuối năm, anh ấy có hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ Coritiba và được vinh danh là cầu thủ trẻ của năm. Mùa giải tiếp theo, Alex dẫn dắt Brazil vô địch giải đấu Toulon khi anh mới 19 tuổi. Sau khi trở về Coritiba từ đội tuyển, đội bóng này không chỉ trao cho Alex chiếc áo số 10 mà còn trao cho anh cả tấm băng thủ quân. Sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1977 còn bùng nổ hơn khi anh đã ghi được 15 bàn thắng trong 24 trận đấu. Alex sau đó được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tại giải vô địch Paraná và thu hút được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ tên tuổi như Palmeiras hay Corinthians. Tuy nhiên, trước khi có quyết định về tương lai, chàng trai trẻ tuổi khi ấy đã quyết định cùng Brazil tham dự World Cup. Dù vậy, đây không phải là một chiến dịch thành công với đội tuyển vàng xanh khi đã dừng bước trước tuyển Argentina năm đó. Sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia, Alex nhận ra đây chính là thời điểm hoàn hảo để có được một bước tiến trong sự nghiệp. Alex đã ký hợp đồng với Palmeiras và trở thành cầu thủ đắt giá nhất từng rời Paraná. Lúc đầu, Javier Scolari thậm chí còn nghĩ đến việc cho anh mượn, nhưng Alex nhất quyết ở lại. Và Alex đã chứng minh cho huấn luyện viên thấy rằng quyết định ở lại của mình là hoàn toàn có ích cho câu lạc bộ. Mỗi lần anh ấy bước vào, anh ấy đều lật ngược tình thế. Alex đóng vai chính khi đội bóng giành chức vô địch Copa Libertadores đầu tiên vào năm 1999. Nói đến đây, nhiều người sẽ cho rằng sự nghiệp của Alex de Souza sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai. Thế nhưng, một quyết định sai lầm đã thay đổi tất cả. Alex gặp vấn đề ở Parma. Vào năm 2001, Alex đã chuyển đến châu Âu ở tuổi 24. Việc chuyển đến đội bóng Ý Parma và từ đây những bi kịch bắt đầu xảy ra. Parma thời điểm ấy được cả thế giới ví như PSG của những năm 90 với Buffon, Thuram, Cannavaro, Crespo và hàng loạt ngôi sao ở mọi tuyến. Vào lúc ấy, người hâm mộ môn thể thao vua đang mơ về một kịch bản đẹp nhất. Alex de Souza đến Parma và trở thành hạt nhân chính trong một đội bóng có đầy rẫy những ngôi sao lúc đấy. Cái giá để đại diện nước Ý sở hữu cầu thủ người Brazil là 8 triệu euro. Con số này khiến ngôi sao sinh năm 1977 trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 của Brazil. Tuy nhiên, Alex đã sớm vỡ mộng khi anh đến sân bay và không có ai đợi anh ấy ở đó. Anh nhận ra rằng Parma không có ý định giới thiệu anh với người hâm mộ hay báo chí. Khi cầu thủ 47 tuổi sau đó cho biết rằng bản thân cuối cùng cũng được đội bóng sắp xếp để gặp ban lãnh đạo của Parma. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra rất chóng vánh và mờ ám. Đến thời điểm này có thể nói, sự nghiệp của Alex de Souza đã bước vào một chương mới. Dù vậy, chương sách này dường như không được như mọi người mong đợi. Theo những tin tức mà mãi về sau này, người hâm mộ bóng đá trên thế giới mới được tiết lộ rằng vào lúc đó, vợ của Alex de Souza đã vô cùng bàng hoàng khi biết được thông tin rằng Parma muốn để cho chồng mình thi đấu cho câu lạc bộ Verona ở hạng 2 bằng một bản hợp đồng cho mượn. Sau một thời gian đàm phán, với rất nhiều biến đỗ mới được nhắc đến như Napoli,
Marseille và Super de Pau, Alessandro de Souza cuối cùng đã gia nhập Flamengo bằng một bản hợp đồng cho mượn từ Parma. Và cho đến khi kết thúc hợp đồng cho mượn với Flamengo, Alex mới nhận ra rằng câu lạc bộ này thực sự không bao giờ có ý định giữ bản thân mình ở lại. Parma từ chối trả Alex de Souza khoản tiền thưởng khi gia nhập câu lạc bộ đã hứa hẹn ban đầu. Trong những lúc đen tối nhất trong sự nghiệp của mình, Alex nhận ra rằng câu lạc bộ đã ký hợp đồng với anh ấy chỉ với mục đích sử dụng anh ấy như công cụ kiếm tiền, cho mượn anh ta đến hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác và thu hết khoản phí này đến khoản tiền khác. Trong thời gian đó, dù đã có rất nhiều người khuyên Alex, tuy nhiên Alex đã kiện Parmalat, công ty sở hữu Parma. Đó là cuộc chiến giữa một cầu thủ và một trong những công ty lớn nhất ở Ý. Tuy vướng vào vụ kiện này, nhưng Alex vẫn cùng Brazil tham dự Copa America 2001. Brazil bị Honduras hạ gục, lại thêm một sự sỉ nhục nữa đối với Alex. Tuy nhiên, tâm trí của ông không nghĩ đến điều đó. Alex quay trở lại Brazil, thuê luật sư và quyết tìm ra kẽ hở để kiện Parma. Điều đó cho phép anh ký hợp đồng với Cruzeiro mà không có sự cho phép của Parma và cuộc chiến giành sự tự do của anh ấy bắt đầu. Một tháng sau, Liên đoàn Brazil cấm anh thi đấu vì cho rằng có sơ hở không hợp lệ, nên ông đã đưa vụ việc lên Ủy ban điều tra của Quốc hội. Ủy ban này đã đang xem xét Parmalat và khi sự chú ý của họ hướng tới vụ chuyển nhượng của Alex và kết luận ngay lập tức đã được đưa ra. Đây là một thương vụ rửa tiền. Không một xu tiền nào họ nhận được từ việc chuyển nhượng của ông đã được khai báo Ngân hàng Trung ương Brazil. Vụ kiện của ông và Parma đi vào bế tắc. Tuy nhiên, Alex đã giả vờ sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Parma, thuyết phục họ ký một số giấy tờ trong đó có các bằng chứng số tiền Parma nợ ông. Bây giờ, Alex đã có bằng chứng cho thấy câu lạc bộ Ý đang lừa đảo anh. Khi Alex quay lại Cruzeiro, ông đã ghi hai bàn thắng trong trận đấu đầu tiên và nhận được danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu theo đúng nghĩa đen. Bất chấp điều đó, chỉ khoảng một tháng rưỡi sau, Parma đã làm giả chữ ký của Alex trên một vài giấy tờ để trả thù Alex và cuối cùng FIFA đã cấm ông tham gia bóng đá. Khi nhìn thấy quyết định của FIFA, Alex được sâu ra nghĩ thầm, sự nghiệp của mình đã kết thúc. Tuy nhiên trong mớ giấy tờ mà Parma đã làm giả đã xảy ra vấn đề về thời gian và địa điểm. Một cuộc kiểm tra nhanh là đủ để xác nhận rằng vào thời điểm ký các giấy tờ này, ông đang cùng đội tuyển Brazil thi đấu. Sự dối trá của Parma nhằm lừa gạt mọi người và FIFA bị lật tẩy. Alex de Souza thắng kiện và ông đã rời Parma với tư cách ngẩng cao đầu. Sau khi Alex de Souza và Parma đường ai nấy đi, anh gia nhập câu lạc bộ tại quê hương Brazil, Cruzeiro. Đến năm 26 tuổi, Alex đã chuyển đến với nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe với mức phí 5 triệu bảng. Trong mùa giải đầu tiên với Fenerbahçe, anh đã giúp câu lạc bộ giữ được danh hiệu Superliga cũng như lọt vào trận chung kết Cúp Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù họ đã để thua đậm trước Galatasaray. Mùa giải tiếp theo, Alex mang về vị trí Á quân ở cả giải đấu quốc nội và cúp quốc gia. Trong giai đoạn thi đấu cho Fenerbahçe, Alex de Souza đã liên tục ghi những bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ này. Tuy nhiên điều đó là không đủ để anh được gọi lên tuyển Brazil khi giờ đây ở hàng tiền vệ của Seleção đã có những Ronaldinho hay Kaká. Alex de Souza gắn bó với Fenerbahçe từ năm 2004 đến 2012, sau đó vào mùa giải 2013-2014, ông gia nhập lại câu lạc bộ thời niên thiếu là Curitiba và kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số tại đây. Một tài năng quá hào hoa và kiệt xuất được bóng đá Brazil trình làng. Dù vậy, những quyết định sự nghiệp sai lầm cũng như là những góc tối đáng sợ của bóng đá thế giới đã giết chết một trong những cầu thủ tài năng vào thời điểm ấy. Tiếc nuối, chính xác là những gì người ta có thể nói khi chúng ta nhắc về Alex de Souza.